mọi người. Bây giờ điểm đầu tiên với tôi đi là thiên đường săn mây nha. Đó, mây xa xa kìa. Né qua cho xe đi. Tiếp, xe nhỏ dễ đi, xe lớn đi không được. Đây là cánh quạt gió nè. Hồi nãy chắc nó tan hết quá. Giờ mình đi vô ăn. Bình minh. Bình minh tại Đà Lạt. Đây là những cái cây chè nha. Cây trà á. Trà xanh. Mát mát là lạnh đã lắm rồi. Mặt trời bắt đầu hé lên nè. Đẹp quá. Ánh mặt trời chưa có chá lắm á. Cái này mở đèn nó tối ha. Đông quá ha. Xe đông quá luôn. Đông xe quá luôn. Dẫn đoàn xuống tới dưới rồi. Đây bữa sáng đây, đoàn sẽ cho mình ăn đó, lựa phở. À, uống nước và trà sữa nha. Có cái máy làm khói ra nữa nè, cho nó nhìn giống như xương vậy. À, thịt đơn thì có phở bò, mì bò với lại bánh mì ốp la hay gì đấy. Và nước thì cũng nhiều loại lắm, mình muốn thì gì mình lấy. Đi theo tour thì họ trả tiền cái phần ăn đó rồi. Xe ướt mơ người ta. Rất là đẹp ha. Đó. Đó, decor. Decor là toàn cây lá thật không mà kiển thật không. Đấy. Đây, khu này là thiên đường săn mây nha. Giờ này nắng nó lên cho nên mây tan nước rồi. Nắng chá quá mà. À, xung quanh là những mấy cái cây cà phê với lại chè. Đây, dơ lắm. Chân trời. Mà đưa khúc này đi.
Đây sau lưng mình đó là những khóm mây còn lại sót lại khi mà nắng chiếu lên rồi nha mọi người. Đó, mây đã tan bớt đi rồi, thấy không? Đây nắng lên rồi. Đây là thiên đường săn mây, phải đi sớm một xíu. Lúc đó nắng nó chưa có chá thì cảnh nó đẹp, mây nó nhiều hơn. Vì nhanh nắng lên rồi mây nó tan bớt rồi. Đấy, còn xa xa kia thôi. À, có con ngựa để chụp hình nè mọi người. Nắng lên rồi nè. Mây nó cũng tan bớt. Đồ che nè. Chụp hình con ngựa không? Cái này là bình sơn đang chụp hình không? Chụp cho hai em đi. Tông em chụp mấy chị đi, chị gọi là cũng được. Máy anh đẩy không? Nó đi chụp hộp không? Đây là những cây cà phê nha. Cà phê. Đây có trái rồi đó nhưng mà nó chưa có chín nha. Thấy không? Trái cà phê này. Hoa nữa nè. Tốt quá trời luôn. Cái này là cúc thân gỗ. Những cái cúc thân gỗ màu vàng. Cái cây bơ nè. Cây bơ đó. Bơ luôn nè. Bơ to quá luôn, người ta phải chặt nó. Nó già. Đó. May gì nó cũng còn mà nó ít. Đi thẳng lên, lẹ lên. Ồ, dưới đây luôn có view nữa nè. Ai có cái xích đu dưới để chụp hình nữa nè. Mấy cái bậc thang này là bằng gỗ. Trời mưa ẩm ướt trơn trượt, phải cẩn thận. View đẹp mọi người. Mặc dù đã tan hết mây bớt rồi nhưng mà vẫn còn đẹp nha. Đó. Nhiều cái góc để mà chiêu. Phải cẩn thận, đi phải kỹ lưỡng. Đó. Săn mây đó, săn mây rồi phải kiếm những view gì đây. Phải kiếm được mây rồi. À. Có nghe thấy tiếng suối đó biên. Hả? Suối nước á. Quá đẹp luôn, xuống đây. Quá ghê vậy. Suối ở đầu dưới á. Chỗ này là không có bị cản gì hết. Người ta để bảo vệ an toàn. Để vậy ta để cái lưới nha. Nhiều view để chụp hình lắm mọi người. Xỉu luôn, mệt quá. Bên đây đi xuống thì dễ mà đi lên nặng quá, nặng quá mọi người. Mệt quá mệt. Đây là quán đầu tiên mình ghé nè. Nếu mà đi theo tour thì sẽ có một cái phiếu với lại họ đóng mộc trên tay.
để mà biết là mình đã mua vé mua phiếu rồi, và ăn ăn hay lại uống, một suất ăn một suất uống sen đá nè. Kêu em ạ, có sen đá dưới đây. Quá trời luôn ha, nó bị khô quá. Cảm giác là nó bị khô. Mấy cái chậu này làm từ gốc cây cà phê đó đi, mấy cái gốc cây cà phê người ta làm ra nó có xù xì xì đẹp mà nó không bền. Cái chậu này nó đẹp, nó đẹp, nó bền. Quá trời sen đá luôn. Quán trang trí bằng cây thiệt không ha, những cái loại lá thật không, nó là cây dương sỉ này nọ. Đây là cây chào bà thanh xuân nha. Đẹp chưa, đẹp chưa, ổ rầm rồi ha, không ổ rầm nè. Rồi, có nghe tiếng con chim này hả? Chim chóc nó hót á. Đó, là những cây chè nè. Những cây chè ở đây tương đối là đã già rồi mọi người. Tại vì họ thu hoạch rất rất là nhiều lần. Họ hái những cái lá non á, cái đọt non cho nên là những cây chè này nó đã cằn cỗi và cái gốc nó to như là bonsai đó mọi người. Thấy không? Rất là to lắm. Người ta thuê xe đó chứ không tự nhiên xe nào mà chở đi miễn phí rồi lên gì đâu. Mình đi bộ lên thở mệt xỉu. Những cái gốc chè này nó già như là bonsai rồi người. Nhiều lắm, nó cằn cỗi vậy đây. Có tiếng chim gì á đó. Đó, rất là gần luôn. Thấy như chuyển cho nó đang nấp những trong những cái bụi này rồi đó. Có cái tiếng chim mọi người. Ở đâu vậy? Tiếng chim ở đâu? Đó. Hay là trên cái cây đó đi. Nó hết rồi. Xung quanh đây là cái cây quạt gió nè mọi người. Wow, cây quạt gió bự quá nè. To lắm, mình ở đang ở dưới nè. Đây cũng có nhóc nè, mà có một cây này không hoạt động. Đấy, mấy cây này hoạt động. Đây. Giờ rồi mình tiến đi bộ từ từ lên chỗ mà có mấy cái này lạ quá, lên rong lên rêu vậy nè. Ha. No. Nè. Đó. Giống như kiểu mà nắng nữa. Đi, lên từ từ. Khi mà xuống dốc đó thì nó không có mệt đâu. Lên nó mệt. Cây trà nó có trái đúng không? Nó có hoa, có lá nè, tốt tươi. Cái vùng đất ở đây là nó rất là thích hợp với là những cái loại cây này cho nên là trồng rất tốt. Có trái luôn. Xe mình đâu ta?